Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tối Đa Xe nhá. Mình biết mấy ngày hôm nay anh em đã yêu cầu mình làm clip solo squat quá nhiều rồi. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian cố gắng rất nhiều đấy, thì mình tự cho phép bản thân được lười 2 hôm để reset lại bản thân một chút xíu. Thì anh em hết sức là thông cảm nhá. Hai hôm nay tôi chỉ cắt clip ra để cho anh em xem cho nó đỡ buồn thôi, cũng như là livestream cho anh em xem cho đỡ buồn thôi. Đấy. Thì các bạn nhớ nhá, là mình sẽ hoạt động trở lại và anh em nhớ là hãy ủng hộ tôi để làm sao đó có thể gọi là đánh bật những cái gọi là sự hà khắc của YouTube đối với cả Tuấn HC anh em nhá. Đấy, thì cũng rất là mừng khi mà ngày hôm nay mình đã gỡ hoàn toàn bản quyền lọ kia các thứ rồi. Hôm nay mình muốn đem đến cho các bạn một clip mà mình sẽ đi solo squat ở rank đêm. Lúc này đã là khoảng độ hơn 4 giờ đêm rồi anh em ạ. Và đây là một khoảng thời gian mà mình rất hay vào cái khoảng thời gian này để luyện tay anh em ạ. Đó. Cứ những cái lúc nào mà mình cảm thấy tay của mình nó yếu đi nhiều ấy, thì mình bắt đầu online lúc khoảng độ tầm 3-4 giờ đêm ấy, là mình bắt đầu cày ở khoảng thời gian này. Đó. Đây cũng là khoảng thời gian mình rất là yêu thích luôn. Luyện một trận ở cái danh này thì nó phải bằng gọi là luyện 2-3 trận ở những cái danh tầm sáng anh em ạ. Chạy đi đâu. Trời ơi. À, hôm nay mình solo squat ở danh quán quân luôn anh em nhé. Và từ bây giờ mình sẽ chỉ solo squat ở danh quán quân thôi. Rồi, giết luôn. Cái hay của cái danh đêm tầm này ấy, đó là có những team rất là bờ rô, nhưng mà có những team kiểu vừa bắn vừa buồn ngủ anh em ạ. Chứ các bạn giết cũng rất là dễ dàng luôn. Ừ, nó lại hay ở cái điểm đấy cơ. Cho nên là mình lại khoái bắn ở cái danh đêm vãi trưởng luôn. Mặc dù là vợ mình bảo là đêm thì ngủ đi, đừng có làm clip nữa, để sáng ra làm clip vừa dễ vừa nhàn nó kia các thứ, nhưng mà mình không hiểu sao mình lại thích chơi ở cái khoảng thời gian này anh em ạ. Đó, sao mà mình làm clip cho anh em. Mình làm clip ở cái danh này ấy, thì có thể có những trận đấu mà nhiều kill, cũng có thể có những trận đấu ít kill, nên anh em mà hết sức là thông cảm nhá. Bởi vì danh quán quân mà không thể nào mà giống kiểu đi săn một cách gọi là hổ báo cáo chồn được đâu. Bắn cũng phải cẩn thận một chút á. Nhớ anh em thì cứ bảo là sao bây giờ anh bắn dè sẻn thế, thì thật sự phải nói với các bạn ấy, các bạn cứ thử vào chơi danh quán quân mà còn chơi đêm nữa đi. Các bạn thử đẩy láo một phát xem có chết không. Bởi vì là bây giờ ấy, so với ngày xưa nó đã khác xa rất là nhiều rồi. Còn anh em xem clip ấy mà thấy thấy mình bắn ở cái danh cao ấy, là các bạn có thể thấy được sự khắc nghiệt của danh cao cũng như là danh đêm, cực kỳ kinh khủng luôn. Nhưng mà ngược lại đấy thì có những cái buổi live stream như là mấy ngày hôm nay ấy, mình cũng đã cố gắng đem đến cho anh em 2 trận 41 với 42 kill ở rank quán quân ấy. Đó, thì các bạn cũng có thể thấy là mặc dù là ở rank quán quân nhưng mà team mình vẫn có thể cầy những cái kỷ lục kill khá là ấn tượng ấy chứ. Đây rồi, có thanh niên chạy này. Rồi. Nói chung là bắn ở danh này ấy, mình sẽ hâu rất là nhiều luôn. Và tập trung nói chuyện cũng như là tâm sự với anh em một chút về cái công việc cũng như là về cái tựa game này. Mình cũng mong là trong cái bản update tới đây nó sẽ ổn hơn. Đèo cầu thang với chúng tôi này. Ơ kìa, sao không trúng nhở? À, có thanh niên ở bên kia định KS mạng của mình anh em ạ. Này, một viên. Nào, đừng KS mạng bạn ơi. Người nào ăn ở rũi ngon. Tuyệt vời không mặt trời anh em ơi. Đấy thì theo như một số những yêu cầu của mọi người ấy, thì mình cũng qua đây mình cũng tham khảo cho anh em là anh em thích mình đi bắn cái danh gọi là danh bình thường thôi thì mình đi săn, hay các bạn muốn mình solo ở cái danh quán quân như thế này. Đấy. Thật sự phải nói với các bạn. Ôi trời ơi, danh quán quân bây giờ ấy bắn phải có team ấy thì mình mới tự tin. Đấy, chứ mà solo squat thì mình phải quan sát thật là kỹ. Cũng như là nhiều anh em có bảo với mình là tại sao không dùng những cái scope to mà cứ thích dùng red dot. Thì cá nhân mình thích sử dụng những cái scope nào nó tiện lợi nhất và
mình cứ quen lắp cái nào thì mình dùng cái đấy, cộng với cả đó là cái gì thực dụng nhất thì mình bắn thôi. Bây giờ các bạn thử hỏi xem, bây giờ các bạn cầm một khẩu súng các bạn sấy ấy, mà các bạn sấy khoảng độ tầm 5 giây mà không chết địch thì các bạn sống được không? Tất nhiên là không sống được rồi. Tôi không biết ai bắn như thế nào ấy, nhưng mà các bạn xem livestream của mình ấy, các bạn cũng thấy không? Chỉ cần chậm hơn đối thủ 1 giây thôi là các bạn chết rồi, chứ đừng nói là các bạn ngồi các bạn sấy mà đạn nó văng tung tóe ra, xong các bạn ngồi các bạn chỉnh, các bạn ngoáy phải trái trước sau ấy thì chắc chắn là chết. Tôi không hiểu sao là những cái lúc mà mình làm clip cũng như là lúc mình livestream ấy thì chả hiểu sao địch bắn gắt vãi chưởng luôn ấy. Với lại căn bản là mình sấy Red Dot thì các bạn cũng thấy ấy, sấy xa mình sấy rất là tự tin. Đấy, bởi vì là mình ghim cái Red Dot và mình chỉnh cái Red Dot nó tối ưu nhất trong cái độ nhạy của mình ấy. Đó cũng là một trong những thứ mà mình test nhiều nhất. Thật sự phải nói anh em, mình đã vào trong phòng tập mình test gọi là nát cả cái điện thoại mình ra với cái ống gọi là Red Dot rồi. Với cái súng Red Dot rồi, nên là không có gì mà có thể ngăn cản mình khi mà mình cầm Red Dot hoặc là Holo. Đây có thanh niên chạy lên trên nóc nhà C trong này. Mình sẽ giúp bạn ấy ra nhá. Ui hay thế nhở. Mẹ. Giả bot lại tự nhiên có hai con bot nó phụ họa thêm. Thế này thì anh niên làm sao mà cưỡng nổi. Rồi nhảy xuống rồi. Bây giờ thì chết thôi. Bờ đô chúng tôi này. Mẹ. Đến đêm rồi mà nó vẫn lag anh em ạ. Đó, các bạn thấy cái delay không? Mình ấn thu cốp và mình ấn thay đạn, nó bị cái delay ấy, nhìn trông ghét vãi chưởng. Dạo này game lag chứ không phải là do mạng lag anh em ạ. Mạng tôi chơi game hay là làm việc nó vẫn cứ ổn. Ôi. Đù, thanh niên đứng ở trên giàn giáo bắn mình anh em ạ. Rồi, trước sau gì bạn cũng sẽ chết thôi. Mình hồi máu xong rồi mình sẽ chơi bạn ấy luôn anh em nhá. Không thể để bạn giỡn mặt với mình như thế này được. Chuẩn bị tinh thần lên bảng đếm số đi bạn ơi. Ui, thanh niên có vẻ đang hổ báo cáo trồn thế nhở. Rồi thanh niên quyết tâm gọi là nằm ở trên giàn giáo rồi anh em ạ. Thế thì mình lại có cách trị khác. Đây mình chỉ cho các bạn cách trị mấy thanh niên thích đứng ở trên giàn giáo anh em nhé. Đây các bạn lén ra cái nhà xe ngoài ấy, xong rồi nếu mà có xe, phải có xe nhá. Đấy các bạn đi ra đây, quanh là ai? Đến đúng cái đồi này, đó. Gióng thẳng mặt vào cái giàn giáo. Đó là nhìn thấy thanh niên đang đứng ở trên ngay đó. Trời ơi. À, đã trồng khiêng lên đây rồi anh em ạ. Cẩn thận vãi chưởng. Thôi rồi. Dù bạn có cẩn thận thế nào thì mình cũng sẽ có cách để giết bạn thôi. Rồi bo tới rồi, thanh niên có chạy không? Chạy là chết liền anh em ạ. Chạy là chết liền. Ô chạy rồi. Chạy đi này. Ui dồi ôi. Thế thì mất hết. Ui, chúng hai viên cộng một đầu mà không chết anh em ạ. Rồi mình sẽ chắc chắn là một khi bạn đã lên giàn giáo mà đi săn theo cách của mình ấy là thanh niên đấy không bao giờ chạy được anh em nhá. Mình đảm bảo với anh em luôn là anh em săn theo cái kiểu này, thanh niên ở trên giàn giáo chỉ có một kết cục duy nhất là chết thôi. Không có đi đâu được, ngoại trừ việc đứng lại mà sấy mình ấy, mà sấy chuẩn được vào mình ấy thì mình mới chết. Đó, anh em thấy chưa? Đứng ở trên đấy không có bất cứ một cái vị trí che chắn nào cả, chết ngay. Ô kìa, cái nồi gì đấy? Kìa anh em nhìn không? Pinh xanh vãi nồi ra mà loát đinh này. Mẹ. Đâu rồi? Đây rồi. Mày. Lách. Này. Có thanh niên có bộ thánh giáp kìa. Quái nhỉ. Sao lại có một con xe phi lên trên đấy xong rồi chả thấy người đâu. Dị vãi. Để mình lên mình check xem à. Một là phi xuống rô dốc, hai là đang ngồi trên đây cam anh em ạ. Sợ nhất là ở trên tròi canh thôi. Ồ, cái nồi gì đấy? Ui, vãi nồi ạ. Thanh niên sao lại nằm ở đây nhở? Ảo vãi nồi ạ.
giúp cả mình. Đây rồi, có sờ mốc đây rồi. Ê, mấy thanh niên này mình tìm, mình săn mãi. Ok. Ui may quá. Ngáo cái này, sấy trượt. Rồi, mình lộ tiếng rồi anh em ạ. Một viên, tượt mất rồi. Một viên vào đầu. Lủng đầu chưa? Team này phải có ít nhất là 3 tên anh em ạ. Thôi mình cứ quay lại mình loot thêm ít đạn xanh đã. Mình sấy hết đạn xanh rồi. Từ nãy đi săn, từ nãy giờ đi săn cái team đấy mà nó cứ bắn xong nó chạy, bắn xong nó chạy, ghét vãi trưởng luôn đấy anh em. Ok, lần này là đủ rồi anh em. Đứng ra nhìn tí, nhưng mà thôi. Quan sát tí. Mấy thanh niên này tuy đông nhưng mà bắn rát cực kỳ luôn anh em ạ. Hình như là trong mấy thanh niên này có tên mặc bộ Poseidon. Giết người từ nãy đến giờ luôn đấy anh em. Cho nên mình phải cẩn thận vãi trưởng ra. Chứ không là làm mồi ngon các bạn ấy mất. Danh đêm là không đùa đâu anh em ạ. Sẩy chân ra một cái là chết ngay đấy. Rồi. Cố gắng trận này mình lên được 15 kill anh em ạ. Lần sau sẽ cố gắng làm những clip cỡ 20 hoặc là hơn 20 kill cho anh em xem cho nó đã mắt. Nhưng mà quả thật phải nói với anh em đó, giành quán quân khó lắm anh em ạ. Nhất là gặp những cái team nào mà nó kiểu nó đi xe. Đây à, có thanh niên này trước à. Chết luôn. Thanh niên này chắc chắn đang dình mấy cái tên. Ui, bắn nhau kìa. Chết đệt. Đúng là đắp bom ấy nhở. À đù. Từ mình rút xe ra. Kìa, có thanh niên đứng ở trên kìa. Mình sẽ xử thanh niên này trước. Còn cái thanh niên mà đắp bom mình giải quyết sau anh em nhá. Bởi vì nếu mà cứ đứng ở đây mà canh thì không biết đến bao giờ mới hạ được mấy thanh niên này. Phải bình tĩnh đã anh em ạ. Không nóng nảy được. Rồi, vẫn đứng ở trên đấy. Cà khịa. Kìa với chúng tôi này. Tuấn bây giờ không còn là Tuấn của ngày xưa nữa rồi. Tuấn vẩy sniper chuẩn lắm. Anh em xem livestream là biết rồi đấy. Giờ Tuấn HC vẩy sniper nó về đùa được đâu, đúng không anh em? Cục thính ở đây đẹp quá anh em nhỉ. Mình cứ liếm tặng cục thính đã. Biết đâu khổ ốp thì thôi các bạn xong đời với tôi luôn. Mẹ không. Không hoàn thành được chỉ tiêu 15 kill rồi anh em ạ. Khó quá. Mình muốn lao lên để ăn lắm nhưng mà không được. Thôi, có khi bây giờ mình sẽ đẩy luôn cái thanh niên mà mình vừa bắn sniper vào ấy. Bây giờ bắt buộc phải công thôi anh em ạ. Kể cả là có 4 thằng ở trên đấy nữa thì mình cũng sẽ phải công thôi. Chứ như thế này mất quá nhiều thời gian rồi. Chứ bây giờ mà để các bạn ấy còn, nếu mà còn khác team bắn nhau nữa thì ăn được có 12, 13 kill thì làm ăn gì đúng không? Đây rồi. Mình nhìn thấy rồi. Ô, thanh niên này. Định làm rắn à? À, thanh niên này còn có mỗi mình thôi anh em ạ. Thế thì dễ là ở chỗ kia là một team ba thằng lắm anh em ơi. Được rồi, mình sẽ chơi luôn anh em nhá. Ê, bắn đến cuối cùng rồi vẫn không thể giữ được bình tĩnh anh em ạ. Sốt ruột lắm rồi. Đẩy ơi. Xem tình huống như thế nào thì lúc đấy mình sẽ xử lý theo tình huống thôi. Chứ bây giờ mình ngồi đó. Tự tin với chúng tôi à. Đây chỗ này. Bạn lại nhầm. Ây à. À gần mình anh em ạ. Ui đắp bom kìa. Trời ơi. 1-2 viên vào đầu. Ai đù. Đau phết đấy. Nào thôi nhá, đừng đáp bom nữa bạn ơi. Mình hồi xong mình sẽ... À, bạn không đáp bom là bạn sai rồi. Ok. Thanh niên kia chắc chắn là không ra cứu đồng đội rồi. Đây. Trời ơi, sau hòn đá lại có cái cây này. Anh em này, đáp lẩy cái cây lẩy lại này. Lẩy cái cây lẩy lại này. Anh em thấy được không? Quá được luôn. Nào. Chỉ còn thanh niên cuối cùng thôi. Bạn sẽ làm gì với mình đây? Đặt câu hỏi.
Đố bạn chạy ra cứu đồng đội luôn đấy. Rồi. Ai đủ bo về phía thanh niên đấy luôn anh em ạ. Được rồi, không sao cả. Cách đáp bom hữu hiệu nhất đó chính là cứ cứ mặt đối phương mà anh em đáp thôi anh em ơi. Nào, lủng có bom rồi, mình sẽ té luôn. Té luôn. Bắn đi bạn ơi. Rồi, đời bạn đến đây là cô liệu rồi. À, đến hòn đá rồi anh em ạ. Thôi sao, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nào, dịch sang trái. À đù. Rồi, thanh niên đấy liếm chắc chắn quả bom đấy rồi anh em ạ. Chạy làm sao được. Nào, dịch sang trái. Chán đời thật sự luôn anh em ạ. Như vậy là mình đã đem đến cho anh em một trận đấu solo squad ở danh quán quân lúc 4 giờ sáng, 4 giờ đêm, 4 giờ sáng hay 4 giờ đêm đều được hết. Đó. Và anh em thấy sao về những cái clip mà mình solo squad ở cái danh quán quân như thế này, các bạn có thích không? Thì hãy để lại bình luận các bạn ở phía dưới comment của video này nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại anh em. Và nhớ like cũng như subscribe để mình có thêm động lực làm những clip solo squad nhiều hơn cho anh em nhá. Bye bye. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.